Chàng trai này nằm trên giường, cố gắng cử động hai chân, thế nhưng hai chân cậu không hề có cảm giác, cậu đã bị liệt. Mẹ cậu đã mời một nữ hộ sĩ về đến để chăm sóc cậu. Nào ngờ trong quá trình chăm sóc, nữ hộ sĩ vì cái lò hư hỏng lâu ngày nên đã gạ kèo xúc than với cậu. Và rồi, một thanh niên chưa trải sự đời đã dần dần sập bẫy mà không biết rằng nguy hiểm đang sắp xảy đến. Chàng trai ấy tên là Tony, một chàng trai đam mê thể thao, cao to đẹp trai, body 6 múi, sở trường chạy ngắn và sắp được tận hưởng cuộc sống đại học. Ngày đó, cậu cùng bạn gái đã hẹn nhau đi dạo phố, nhưng bạn gái đang lái xe mà vẫn nghịch điện thoại. Tony có chút lo lắng, vốn định nhắc nhở vài câu. Ai ngờ một giây sau sự cố lại đột ngột xảy ra. Đợi đến khi tỉnh lại, Tony mới phát hiện mình đã bị liệt. Cậu hoàn toàn suy sụp, bởi vụ tai nạn này đã chôn vùi ước mơ của cậu. Sau khi xuất viện, Tony vẫn luôn chán nản trầm lặng. Mẹ cậu không muốn thấy cậu cứ như vậy, nhưng bà công việc bận rộn, không thể tự mình chăm sóc con trai được. Thế nên bà đã tìm trên mạng một nữ hộ sĩ chuyên nghiệp để chăm sóc cậu. Nữ hộ sĩ này tên Đáp, 30 tuổi, có năng lực và rất chuyên nghiệp. Nhưng Tony lại vô cùng chống đối. Cậu không muốn bị coi là một kẻ tàn phế. Mặc dù bị liệt, nhưng cậu vẫn luôn kiên trì rèn luyện thân thể. Đột nhiên, hai chân cậu run rẩy kịch liệt. Đáp kinh nghiệm phong phú, lập tức lấy lọ dầu ra rồi xoa bóp cho cậu. Cô nói, luyện tập gắng sức sẽ dẫn đến co rút cơ, không sao cả. Quả nhiên, sau một hồi xoa bóp, tình hình đã ổn định hơn rất nhiều. Nhìn thấy nữ hộ sĩ đang tận tình xoa bóp cho mình, Tony bỗng chốc cảm thấy có một nữ hộ sĩ vừa xinh đẹp lại chuyên nghiệp chăm sóc cũng tốt đó chứ. Nhưng cậu không biết rằng nữ hộ sĩ này lại có ý đồ khác. Đến tối, lúc Tony đang ngủ trên sofa, Đáp sau khi nhìn thấy thì kéo cánh tay cậu ra rồi nằm vào trong lòng cậu. Ngày hôm sau, Đáp đã trang điểm xinh đẹp rồi lại đến xoa bóp cho Tony. Nhưng Tony phê đến nỗi mắt cũng chẳng thèm mở ra, khiến cô ta tốn công trang điểm một hồi. Chiêu này không được thì lại nhảy sang chiêu khác. Đáp đã trực tiếp kéo Tony vào bồn tắm đòi nướng củ khoai. Lần này thanh niên đã không thể kìm chế nổi nữa, mặt đã đỏ hết cả lên. Nhìn thấy bộ dạng đơn thuần này của cậu, Đáp vô cùng hài lòng. Ngay lúc cô ta chuẩn bị xúc than vào lò thì bạn gái Tony đã nhảy vào phá đám. Bạn gái có một tin tốt muốn nói với Tony. Trong thành phố có một bệnh viện chuyên phẫu thuật hồi phục chức năng. Nếu như thuận lợi thì Tony rất có thể sẽ đứng dậy được. Tony sau khi nghe thấy thế liền mừng rỡ, ôm bạn gái vào bồn tắm đút lò nướng khoai. Đáp sau khi bị bóp mồm đút cơm chó liền trở lên điên cuồng. Cô ta vừa về đến nhà đã bắt đầu phát nộ, gào thét điên cuồng. Lúc này, một kế hoạch độc ác đã nổi lên trong đầu cô ta. Mấy ngày sau, Tony cùng mẹ đã đi đến bệnh viện đó. Bác sĩ sau khi kiểm tra đã nói với Tony, khả năng hồi phục của chân cậu là rất lớn, nhưng hiện giờ chúng tôi đã xếp kín lịch phẫu thuật rồi, thế nên cần phải đợi một tháng. Cả nhà đều đang rất vui mừng, ngoại trừ Đáp. Chiều hôm đó, cô ta đã nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện. Bác sĩ nói hiện giờ mới có một chỗ trống và có thể sắp xếp cho Tony làm phẫu thuật được rồi. Thế nhưng, Đáp lại không nói tin tức tốt này cho Tony. Cô ta không muốn Tony hồi phục, vì để độc chiếm Tony, cô ta đã quét sạch tất cả mọi chướng ngại vật. Nửa đêm canh ba, cô ta đã đột nhập vào nhà cô bạn gái, sau đó lén lấy điện thoại, gửi tin nhắn chia tay cho Tony. Quả nhiên vì bị liệt, Tony vô cùng mặc cảm tự ti nên đã lựa chọn chia tay với bạn gái. Mà người bày ra tất cả chuyện này lại đang ở phía sau cười thầm. Thấy Tony chán nản buồn rầu thì Đáp biết thời cơ đã tới. Cô ta ngày nào cũng dẫn Tony ra ngoài đi dạo, cố ý phê vãn, còn nói những lời đường mật mùi mẫn. Cứ như thế, quan hệ giữa hai người đã dần kéo sát. Lúc kế hoạch đã sắp đạt thành thì đột nhiên chuyện xấu của cô ta đã bại lộ. Ngày đó, mẹ Tony nhận được điện thoại của bệnh viện. Lúc này bà mới biết nữ hộ sĩ trong nhà đã giấu nhẹm chuyện phẫu thuật. Bà vô cùng tức giận và đã đá Đáp ra khỏi nhà. Nhưng nữ hộ sĩ điên rồ này nào dễ dàng bỏ qua như vậy. Đến tối, cô ta đã gọi điện cho Tony. Biết được mẹ Tony không có ở nhà, đầu cô ta đã lóe lên một kế. Cô ta đã lẻn vào nhà của Tony, cố ý vặn lỏng khóa ga, khiến ga bị rò rỉ. Đêm khuya, Tony vì khó thở nên đã tỉnh lại. Cậu gắng hết sức đi khóa van ga, nhưng có làm thế nào cũng không thể với tới. Hô hấp ngày càng trở nên khó khăn, cậu chỉ có thể dùng hết sức bò ra khỏi nhà. Nhưng bò được nửa đường, cậu đã không thể gắng gượng được nữa nên đã ngất đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Đáp lại đến. Đầu tiên cô ta đã bấm chuông, giả vờ là đến thăm Tony. Tiếp đó, lại giả vờ như vô tình phát hiện ra sự cố. Sau đó là hô gọi mấy diễn viên quần chúng quay cảnh cô ta cấp cứu cậu. Cứ như vậy, vì có công cứu người mà cô ta lại trở về bên cạnh Tony. Ngay sau đó, Tony đã chuẩn bị làm phẫu thuật, nhưng Đáp lại không muốn cậu hồi phục. Cô ta đã lẻn vào bệnh viện, cải trang thành y tá, tiến vào phòng thuốc và rút một ống thuốc độc. Tiếp đó, cô ta lại tìm đến bác sĩ phẫu thuật cho Tony để giải quyết anh ta. Bác sĩ đã chết, Tony cũng mất đi hy vọng được đứng lên. Lòng cậu giờ đã nguội lạnh. Lúc này, Đáp đã chớp thời cơ lẻn vào phòng cậu, rồi gạt kèo nướng khoai. Và rồi, sau bao nỗ lực thì đêm đó cô ta đã thành công nướng được củ khoai. Ngày hôm sau, mẹ Tony đẩy cửa vào và thấy cảnh này. Bà trách mắng Đáp vì đã vượt quá giới hạn. Sau đó, lại một lần nữa cô ta đã bị đá khỏi đây.
Thế nhưng Tony đã tranh cãi kịch liệt với mẹ, bởi một phần là sau tối đó cậu đã phải lòng đắp, nhưng chín phần là bởi cái lò hư hỏng đã lâu ngày không được đốt. Mẹ Tony sợ con trai sẽ làm chuyện dại dột nên chỉ đành đồng ý cho hai người hẹn hò. Cứ như thế, hai người đã ở bên nhau. Cũng giống với cách cặp đôi, họ cũng cùng chụp ảnh tự sướng, mà bạn gái cũ của Tony cũng đã nhìn thấy những tấm ảnh này. Cô rất đau lòng, bởi cô vẫn luôn yêu Tony. Đột nhiên, cô đã phát hiện điều bất thường. Trong ảnh, trên cánh tay của Đáp có xăm vài chữ, mà khi phiên dịch ra lại là một cái tên, Kai. Cô đột nhiên nhớ lại, Đáp đã từng lỡ miệng gọi nhầm Tony thành Kai. Cô ta còn nói Kai là bệnh nhân cũ của mình. Công việc của tôi chính là chăm sóc tốt cho Kai. Kai, tôi muốn nói là Tony, Kai là bệnh nhân cũ của tôi. Người đó rốt cuộc là ai? Cô đã bắt đầu điều tra manh mối và đã tìm được một người đàn ông bị liệt nửa người có tên là Kai. Từ miệng của anh ta, cô mới biết được bộ mặt thật của Đáp. Cô ta đã trực tiếp đẩy xe lăn của Kai, sau đó cầm chiếc tìu từ bên ngoài vào. Kai vô cùng hoảng loạn, cố gắng bò ra ngoài, nhưng đã quá muộn. Đáp đã nhấc dìu lên, chuẩn bị chặt tay anh ta. May thay bạn bè đã đến kịp lúc và cứu được anh ta. Thì ra, Kai chính là chồng cũ của Đáp, và sự việc kinh hoàng này chính là ký ức khủng khiếp nhất của anh ta. Đáp bị tâm thần phân liệt, cô ta có ham muốn kiểm soát vô cùng biến thái đối với những người đàn ông bị liệt. Cũng bởi vậy mà cô ta đã làm hộ sĩ, chuyên chăm sóc người bị liệt. Lúc đầu Kai chính là vì muốn thoát khỏi cô ta, thế nên xém nữa thì mất đi hai tay. Mà lần này, cô ta đã chọn được mục tiêu mới, đó chính là Tony. Nghe được chuyện này, cô bạn gái vô cùng hoảng loạn. Cô lập tức gọi điện cho Tony nói rõ sự thật và bảo anh hãy lập tức chạy trốn. Nhưng tất cả đã bị Đáp đứng một bên nghe thấy. Một giây sau, cô ta đã lộ ra bộ mặt thật. Tôi là hộ sĩ của cậu. Đó là công việc của tôi. Thấy Tony muốn bỏ chạy, cô ta đã đẩy xe lăn hất cậu ngã ra đất. Tiếp đó, cô ta đã dùng thuốc mê khiến cậu dần dần mất đi ý thức. Cậu không được rời xa tôi. Không thể bỏ rơi tôi. Không thể đâu. Đợi đến khi cô bạn gái đuổi tới thì đã muộn. Tony đã bị Đáp đưa lên xe. Sau đó không rõ tung tích. Cô vội vàng gọi điện thoại cho mẹ Tony. Hai người cùng bàn bạc đối sách. Nhờ sự trợ giúp của Kai, họ đã biết được Đáp ở dưới quê có một căn nhà cũ. Hai người lập tức chạy xe đến nơi đó. Lúc này, Tony đã tỉnh lại. Cậu phát hiện mình đã bị trói cả hai tay. Cậu sợ hãi tột độ, gào to kêu cứu. Cứu tôi với. Nhưng ngoại trừ Đáp, không ai có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu. Cùng lúc đó, mẹ và bạn gái của Tony đã đuổi đến nơi. Thế nhưng, Đáp đã nhìn thấy họ. Cô ta đã cầm theo một chiếc xẻng rồi trốn ở góc tường thủ thế. Mẹ Tony đã bị đánh ngất, cô bạn gái đã lẻn vào phòng. Cô phát hiện Tony đang bị trói, vừa định tiến đến cởi trói cho Tony thì dây tiếp theo đã bị đánh lén. Lúc này, Đáp đã trở lên điên loạn. Cô ta đã xem Tony thành Kai, rồi chạy vào phòng lấy cây cưa ra, chuẩn bị cưa đứt cánh tay của Tony. Đừng! Đừng ạ! May thay, Tony trong lúc nguy cấp đã nhanh trí gọi ra cái tên của Kai. Trong phút chốc, Đáp đã nhìn thấy Kai. Anh sẽ không rời xa em đâu. Anh hứa với em đấy. Ngay lúc cô ta đang hoảng loạn, mẹ Tony đã nhặt con dao lên rồi lao đến. Kết thúc tất cả chuyện này. Cuối câu chuyện, Tony đã làm phẫu thuật và hai chân cậu đã được phục hồi. Cậu cuối cùng lại có thể chạy và phá vỡ giới hạn của bản thân. Qua bộ phim này, các bạn đã nhận ra được bài học gì? Hãy bình luận cho tôi biết nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé.